Hello, hello anh em. Nay cùng kết nối đam mê cây dâu tằm anh em. Thì nay có cây dâu tằm mới cắt chỉnh sửa lại rồi sang vô cái chậu anh em. Thấy nó mọc cành nhánh lên thấy đã quá, quay chia sẻ cho anh em xem lại chơi cho vui nữa nè anh em. Này trái nhóc cho mình mới hái trái bỏ rồi. Tại mình không có chơi trái thôi hái bỏ nè. Dâu tằm này nó có cái dáng cũng đẹp đẹp nè. Giống như cái con gì. Cái này mình lấy rễ mình đậy lại mới dựng từng lễ gì mà nó ra rễ gì nè, trắng hết trơn nè. Mình lấy miếng rễ này nè, đậy cái chỗ này lại gì nè, nó ra rễ, nó có độ ẩm á, nó ra rễ nè. Đây cái mắt cái dâu tằm rồi, cái mắt mình cắt mình bỏ anh em, mà nó cũng lên đó nè, mấy cái mắt mà nó dư á mình cắt bỏ mà nó cũng lên, nó lên rễ luôn nè. Cắt bỏ rồi nó rớt xuống này nó lên nè, cắt bỏ luôn nè. Này cắt như đâu chỗ này nè, cắt chỗ này bỏ này cái nó rớt xuống đây nó lên cây luôn vậy, có rễ luôn, nó bỏ đi nhỏ quá. Này cây dâu tằm này cái dáng cái mình nó nhân thú nè, nó có cái mình đây ha, có cái cổ lên đây, nó có cái chân chịu lên trước nè, thấy nó cũng đẹp đẹp. Quay chia sẻ cho anh em xem chơi vui. Cây dâu tằm được cái nó quá dễ sống luôn em ơi, quá dễ chăm luôn. Cái ưu điểm của nó hình như là mình thấy đa ưu điểm à. Quá dễ chăm, dễ chăm sóc, dễ có trái. Không có tứ phân gì cho anh em. Trồng về chưa tứ phân gì cho mà nó lên gì nè. Này Tết này là trái vô tư luôn em ơi. Tết này trái nhiều à. Cành nhánh mình uống lại ha. Đó. Cho nó bay bay đổ đổ gì ha. Dán trực gì đó cho nó đẹp ha. Cái này cây mai được nhiều anh em, mà không có quay giao lưu anh em ơi. Thú 4 giò luôn nè. Giờ mai mình có bông rồi nè. Tàn nè. Đây nè. Cây này mới sửa lại nè. Đế. Mới sửa lại được có 1 chi, 2 chi với cái ngay dựng cái ngọn nè. Thì mai mốt nó lên cái ngọn này lên rồi tiếp rồi mình sửa tiếp. Mai tiên về, còn mai này dán thú, cái mình dương thú có chân luôn, hai chân cổ nó ngoéo lên nè, mai sụ sao nó lên nu nè, lên mấy cái nu này nè, đó cái này đang mấy cái này đang nuôi hết em ơi. Dâu đó mình chuẩn bị làm trái để bán hội chợ anh em ơi. Mấy cây này chuẩn bị làm trái hết nè. Bán hội chợ, chợ triển lãm, chợ thương mại gì đó cũng có cây kiểng luôn. Làm để mình giao lưu bán. Qua chợ cái tán ha. Cây này lật lá ra cái trái dữ lắm anh em ơi. Tàn rồi ngang cái nó cũng cả thước à. Quay vài cây cho anh em xem tham khảo chơi vui thôi ha. Rồi thôi chào anh em, cảm ơn anh em đã xem ủng hộ clip mình ha, như ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào, hẹn gặp lại anh em clip kế tiếp nha anh em. Chào anh em.